Hai, chào cả nhà nha. Hôm nay mình đang ở nhà anh Gu các bạn. Mới vừa tới nhà, chưa vô nhà mà ngồi ngay gốc cây này mát quá. Nên là ngồi đây quay cho các bạn xem chút xíu. Quá trời mát luôn. Để hôm đó coi có cái gì ngon ngon rồi làm một vài món rồi quay cho các bạn xem tiếp nha. Đây là nhà anh Gu đó các bạn. Em bị sao đúng rồi. Ốp vô lại. Mày nhảy vô thì là cái đội nha. Mày nhảy qua ăn chơi không thấy cái trứng. Không cái gì. Trứng gà non. Nè nè. Rồi nó tái là đổ tới vô cho nhanh tí. Đấy, đừng cầm cái khung.
đổ mẹ cái ào vô cho hấp dẫn nha. Ngoài hướng này là không cầm được. Cái mỏ, anh dựng cái mỏ luôn. Dưa ngon à? Nông dân TV chuyên nghiệp. Bếp ướp cho hai đơn giản lên. Chút nào món mới ra đây, uống với ông này khó bếp. À, nhiều quá. Quá có nêm muối không mà sợ ấy ra. Xách đại đi, có gì vậy cắt ra. Coi mà nhiều nước miếng á, à thử ăn á thiệt con á. Là mới hay. Này chấm nước tương. Cứ ngang sao mà cứ nhai gục 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 nuốt ực ực bảo thì biết nó. Quang biết nhưng mà anh cũng biết giọng nói ra anh nó giọng khác ở ngoài. Mới uống thuốc hồi sáng luôn á. Cái chuyện với mọi người chính rồi thì ăn thôi, mời thôi chứ gì đó. Có nhiều trứng này, có nhiều người ta ấy luôn nè, ta nhai vỏ luôn. Ồ này nãy quên bỏ hành vô ta. Hành gốc á. Mày hành gốc vô ngon. Có bổi bổi rồi mới ngon. Đi ha, ngon ha. Vừa ăn ha. Trời, sống luôn hả? Đại tối ăn sống rồi. Cá sống, mực sống, gan sống, thịt sống mà nó theo rồi nó cắt nó ăn. Này sao ăn nổi ta? Nước này ngọt lắm nè. Không mà như nó cái món của nó quen rồi. Anh thấy. Tự động là cái chuyện cảnh ấy. Tự động cái chuyện thôi chứ mình đâu có mình. Ví dụ như hồi nãy Cương đang nói là cần khúc nào khúc nào. Ví dụ như hồi nãy Cương đang đứng ngoài cửa nói chuyện phải không? Hơi tới cảnh anh vô rồi cũng bắt khúc là Cương quay cái. Ví dụ chuyện cảnh Ủa lên lâu chứ lên. Hồi đủ đó. Chị ba trắng chết mẹ. Tính ra cái hộp gà cũng ngon, cũng thường cũng ngon. Cái nào tính ngon? Bình thường ngon là gì? Ăn thua cái giò gừng. Trứng gà này anh để anh mua nguyên bộ lòng á, dù có trong đất không mới mua đó. Giờ đây quy hoạch thôi, nó cất nhà ở với chỗ đồ ở. Mốt mày đi rồi nó dọn gì ở không kịp, vợ đâu cất nhà.
Về đừng cho vừa ấy ông bả rồi thêm tí. Nói gì ta? Kết vô ý như cây mọc lên đó. Nó mà nó mỗi góc đứng lên. Mà lấy nguyên cái khô. Nó kết liền 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 như cây gừng á. Tốt quá, kia là cái mùa cây mọc mà góc khô, cái góc chim chơm bự đi luôn. Đẹp đẹp luôn. Làm bàn không? Làm chứng bàn đó mà. Góc ông hơi hiếm đó, giờ không còn. Vừa này có cây mọc tôi thấy ngoài đó, ngoài cái bè ngoài đó luôn. Người ta mùa tập trung quá chừng. Cực kỳ. Không, nhiều khi mình thấy nó bình thường, nhưng người ta mua về người ta làm, người ta gọt lại, người ta làm, người ta gọt lại, thì nó đẹp cực kỳ. Mà tôi cũng phá ấy, anh không phá chạm, anh để y xì vậy đó, y như nguyên thủy của nó vậy. Chạm nó từng chờ bao mua nó bự như thế này, lâu năm chứ là cưa ngang cái nó bị mục xuống, những phần cái nó kéo da lại rồi kia nữa, giờ ông mới đứng ông đứng làm lại.